Ví dụ một câu hỏi của thầy dành cho các con đó là tia nào trong các tia sau đây là tia khúc xạ và tất nhiên vì sao? Vì sao? Sorry là slide lỗi nên là nó ra đáp án. Thôi được rồi, thầy sẽ giải thích cho các con. Nào. Thứ nhất, tia SI là tia tới và ánh sáng truyền từ môi trường không khí sang môi trường nước. Thì như vậy, tia này, ánh sáng truyền thẳng này là không phải rồi. Được không nhỉ? Và cái tia này, IC này cũng là không phải. Bởi vì tại sao nhỉ? Bởi vì ta biết rằng là tia khúc, góc khúc xạ thì phải là nhỏ hơn góc tới, bởi vì trong trường hợp này là truyền từ không khí vào nước. Vậy thì trong ba tia này, thì như vậy chỉ có tia là tia hóa ra đáp án kia là đáp án lừa. Đáp án đúng phải là tia IA. Đáp án phải là đáp án A cơ. Đáp án của chúng ta sẽ đáp án A, tia IA. Còn tia ID này thì không phải. Tia ID đáp án này đây chính là tia phản xạ chứ không phải là tia khúc xạ. Thầy nhắc lại nhá. Tia IB này là tia truyền thẳng, hướng truyền thẳng của tia SI. Như vậy đây không phải là tia khúc xạ đã. Tia khúc xạ thì chỉ là một trong hai tia này,